Em xin chân thành cảm ơn khách hàng qua tài khoản Zalo tên là Hiệp này. Khi nãy thì khách đã ủng hộ hai cái cây cúc lùm rồi, một cái cây cúc, hai cái cây cúc giăng trực rồi, đọt đỏ rồi. Bây giờ khách ủng hộ một cây hương này cả nhà nhé. Thì em và chủ nhà vườn đang tiến hành để bó buộc bầu á, đưa vào trong đây anh, đưa vào trong đây cho nó khỏi mưa này này. Đó, thì em bây giờ trong cái điều kiện này thì xã Nhơn bây giờ đang mưa nha cả nhà, đang mưa, nhưng mà em cũng cố gắng chia sẻ lại những cái hình ảnh này để cho khách cùng đồng hành với các em luôn. Có nghĩa là em sẽ minh bạch cái sản phẩm này cho vừa là khách hàng tên là Hiệp, thứ hai là khách hàng, các khách hàng, các cô chú anh chị và các bạn chúng ta chưa mua thì chúng ta cứ yên tâm để chúng ta ủng hộ các cái sản phẩm của em nhé. Đây là một cái cây giáo hương nha cả nhà, giáo hương, cái cánh, cái bông nó vẫn còn, cái bông nó vẫn còn, thế nên là em chia sẻ để cho khách một chút đó. Cái bông nó vẫn còn nha. Đó, thì em đã quay video rồi, quay cùng với khách hàng rồi. Đó, em quay video chia sẻ rồi, khách hàng đã chụp hình 2-3 góc cho khách hàng coi rồi. Đây là cây cây giáo hương, giáo thơm đọt đỏ. Đọt đỏ đó thì khách hàng tên là Hiệp thì rất là quan tâm đến vấn đề đọt đỏ. Đọt đỏ của cây. Cái tiêu chí của khách hàng là bên cạnh cái bông đẹp ra thì còn cái đọt đỏ là cái tiêu chí thứ hai đấy cả nhà. Thế này là em cũng cái sở thích của mỗi người, đó là cái gu chơi mai của mỗi người thì khách hàng rất là thích mai. Thì đó, thì có thể cô chú cũng thấy là ngoài trời thì đang có những cái hạt mưa rồi, mưa bây giờ cũng tương đối rồi chứ không phải là còn nhẹ nhẹ nữa nha cả nhà. Bây giờ nếu ngoài thì em không sẽ không quay được, cho nên đang nhờ cái dù và em ngồi bên trong cái mái che của cái sân của nhà vườn đấy, em chia sẻ cái hình ảnh này tới cô chú anh chị các bạn. Thì còn rất là nhiều các cái sản phẩm này, cả nhà xem này. Chào chị, có mưa thì chở cháu đi ha. Ủa nãy giờ chị qua đây không? Qua đây chị tập đó. À dạ, do hôm nay mưa quá. À vậy còn dồn thế, nãy giờ mới về đi mấy. À. Thôi mình coi cho nó có này cũng lên này đâu. Có lên chưa? Đây nhà cả nhà đó em. Đây là. Đây là. Em đã nhà vườn thì đang bó bầu nha cả nhà, đang bó bầu đó. Thì bất kỳ cái sản phẩm nào đi cũng vậy, nhà vườn làm rất là cẩn thận. Đây, cây hương nha cả nhà, cây hương cho khách hàng qua tài khoản Zalo tên là Hiệp ở miền Trung, Bắc miền Trung á. Mà nên nữa mình tìm cây khác cả nè. Còn mà em thấy chắc còn đó. Đây nó không dở tìm. Đúng đây, rồi. Đây. Nó có mùi thơm á. Mùi thơm á mình dở tìm. Chắc dài chứ. Nếu mà giờ mưa giá tìm khó, gửi cho khách hàng như anh Tấn tìm cây đi. Giờ mình đi tìm khó lắm. Đó đây ở cả nhà nha. Đây đây thì cái hoàn của nó cũng quý tầm nó được cả nhà. Vừa lấy cái khác. Đó thì cũng đây chút em cũng chia sẻ luôn một số cái sản phẩm đang có tại nhà vườn này. Đó, những cái cây đây là khi nãy nghe em nghe chú vườn báo là cây đây là 2 triệu đúng không anh? Ờ 2 triệu. Cây cây cúc. Anh ơi, cây cúc là nó thêm tiền. À cây đây cây cúc riêng. Cái này mấy cây kia mà cây bông nó hoa bông nữa ta. Hoa kia đây. Có một cây đã bán rồi anh ơi. Có một cây đã bán rồi. Còn mấy cây kia là bông chùm hết, bông đẹp hết luôn. Cái này bán rồi. À cái này bán rồi nè cả nhà. Thấy góc đó là bán có 2 triệu cho má mà thiếu da gì mà. Đó, cái góc đó là đầy mà. Cái đây để em mang tính là chia sẻ thêm luôn cả nhà. Thì cái đây cái lô này thì 2 triệu đây là giá. Đâu. Tại nhà vườn nha, chứ em không có. Đó. 2 triệu là giá tại nhà vườn đấy nha, chứ góc này. Chưa tính đó, các cái ấy. Góc nó gờ lắm nha. Mình đâu có giá bộ đâu. Cũng có to hoành tới 26, 27, gần 30 luôn mà. Cái hoành tới 26, 27, gần 30 được cả nhà. Góc gơ lắm nè mấy bạn. Ghê lắm. Thấy không? Quay cái bông ra lại, quay cái bông ra. Mình bông luôn rồi, góc hoành đó nó gơ lắm nha. Đó, đây nha cả nhà. Đó thì em cũng quay em chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo một chút về những cái sản phẩm mai lùm lớn đây nha. Mai lùm lớn này, bông các thứ là bông đang có mặt bông luôn đấy, nhưng mà đều bây giờ mưa quá thôi em quay em chia sẻ đây. Còn cái cặp cái bông đẹp nha cả nhà, bông đẹp nha. Bông đây này, em đứng đây có thể là em quay được cái bông này. Em quay sơ sơ cho cả nhà coi. Đây là cái bông này cả nhà này. Cái bông nha. Đó, đây này. Đó, cái mặt bông nha. Thì các em chia sẻ được cái gì thì em chia sẻ, thì cái lô đây là lùm nhưng lùm lớn, giáo.
dảo nha, chứ không phải là khúc nha cả nhà. À, khách hàng có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha, cứ nhắn tin gọi điện cho em. Tới hai mấy lần cả nhà, chiều cao là phải từ 1m4 cho lên rồi. Em quay rồi ăn vào camera rồi. Đây còn đây là cây, đây là cây cúc rin này cả nhà, cây cúc rin đỏ đỏ này. 3 triệu. Đó, cây đây đó. Đây nha cả nhà này, cúc rin nha, cúc lùm rin nha. Quay trở lại với cái sản phẩm của khách hàng tên là Hiệp, như anh hiện đang công tác tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, có lại gần nhà em đó, thì anh ngày mai anh sẽ nói là sẽ ra nhà em để anh lấy cái sản phẩm này. Đây đây có đây chị ơi. Rồi đó thì em cũng chia sẻ kèm theo một chút thôi nha, kèm theo một chút để cho cô chú anh chị có được, thêm những cái sản phẩm này giỏi mà phù hợp với túi tiền của mình. Và nếu mà phù hợp với sở thích của khách hàng thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Thì với nhà vườn ở đây thì tao bán hàng xong nhưng mà vẫn bảo hành cho khách hàng khi mà cây nó nở bông nở đất á. Đúng sản phẩm mai đẹp. Đúng sản phẩm mai đẹp. Không thơm mà đem lá té mình gấp đôi. Nghe nhà vườn nói đó, không thơm. Không thơm là nhà vườn sẽ đền gấp đôi á, đó là theo chia sẻ của nhà vườn nha, chứ em cũng không có nói thêm nữa. Còn nếu không thơm là chắc là tết nay em với chị không biết ăn tết ở đâu cả nhà. Thì mà biết lâu giờ nó thơm đây mà thì thấy thơm mới thơm chứ giờ không biết đâu. Mà không thơm là tết là chị không ăn tết được đâu nha chứ. Thôi tết là tết cũng ăn chứ. Thơm không thơm chứ mà mai cũng vẫn đẹp bình thường. Không thơm là cái này thì em đem bắt đơn anh chị đấy, là không anh chị không ăn tết được với em nữa. Mình bán cho nó đàng hoàng tướng tốt. Ông em đã dẫn rồi cả nhà ơi, chứ đây là chủ nhà vườn đã ra chọn rồi, đã chọn lựa thì rất là nhiều cây nó thơm rồi, cái đêm vào rồi. Đó, nhà vườn rất là nhiều nha, phải đến mấy thiên mai này cả nhà, chứ không phải làm cái sản phẩm đây thì sản phẩm ít tiền mà, chứ đâu có nhiều tiền đâu mà nhà vườn phải láo đâu cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha, kính chào tạm biệt, và em xin phép được khép cái video này ở đây. Cả nhà quan tâm thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha, em sẽ tư vấn và cung cấp các cái sản phẩm mai vàng An Nhơn Bình Định cho cả nhà tham khảo. Em kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ạ.